Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục làm đẹp của hôm nay. Các bạn hỏi Trang là cách làm hồng đôi môi không cần son. Trang có hai phần muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân nào dẫn đến môi của bạn bị xỉn màu. Thứ hai là hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm hồng môi không cần son. Nếu các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Nếu như video ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cách làm hồng đôi môi không cần son. Nếu như bạn quan tâm thì chúng ta bắt đầu ngay sau đây nào. Một đôi môi mềm mại, căng bóng, mịn màng là khao khát của tất cả mọi người luôn. Bởi vì khi đôi môi của chúng ta trong tràn đầy nhựa sống như vậy thì sẽ là một trong những cái điểm gợi cảm và thu hút và làm tôn thêm cái nét đẹp trên gương mặt của các bạn. Nhưng tại sao da môi của chúng ta bị xỉn màu, bị khô, bị bong chóc, bị kém sức sống như vậy? Thì đây là những nguyên nhân điển hình nhất. Nguyên nhân đầu tiên có thể là do bạn sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là rượu, bia, thuốc lá, cà phê, chè đặc đó quá nhiều. Thứ hai là do cái yếu tố da di truyền, có nghĩa là những người có làn da sẫm màu thì da môi cũng thể sẫm màu hơn so với những người da trắng. Tiếp đến đó chính là do bạn không chống nắng kỹ cho gương mặt của mình, kể cả đôi môi đó. Bạn không mang khẩu trang khi đi ra ngoài, tia UV nó cũng ảnh hưởng đến làn da môi và nó cũng gây nên sậm màu các bạn nhé. Thứ tư là do cái thói quen sinh hoạt của chúng ta, có nghĩa là bạn thức khuya nó cũng làm xỉn màu da trên làn da của các bạn, kể cả làn da môi luôn. Nói chung có rất nhiều những nguyên nhân, đó là những nguyên nhân điển hình nhất các bạn có thể tham khảo thêm cho mình. Hoặc đơn giản hơn là những bạn sử dụng các sản phẩm son nè, son dưỡng hoặc là son thoa cho môi có chứa hóa chất độc hại trong đó, nó cũng làm xỉn màu da môi của bạn, thậm chí là ung thư môi luôn các bạn nhé. Hoặc là các bạn sử dụng các mặt nạ dưỡng môi mà không đạt chất lượng, vân vân. Những yếu tố đó nó tác động đến làn da môi, làm cho da môi của bạn ngày càng xỉn màu hơn, thâm đen cũng như là khô ráp sần sùi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm hồng đôi môi không cần son. Nói như vậy thì tất nhiên là chúng ta phải nghĩ ngay đến các phương pháp hoàn toàn từ thiên nhiên rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm hồng đôi môi bằng dầu gất. Dầu gất nó giúp làm hồng đôi môi và tẩy tế bào chết cực kỳ hiệu quả bạn nhé. Chỉ cần thoa dầu gất lên đôi môi, dưỡng trên đó khoảng 15 phút, sau đó lau sạch đi hoặc là rửa sạch cùng với nước ấm là được. Thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 3 đến 4 lần để bạn cảm nhận được hiệu quả tích cực nhất. Thứ hai, sử dụng dầu dừa. Không dùng dầu gất thì bạn dùng dầu dừa, bạn thoa lên, bạn cũng để khoảng 15 phút và lau sạch đi hoặc rửa sạch lại, thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 3 đến 4 lần bạn nhé. Hoặc là bạn kết hợp dầu dừa cùng với nước cốt chanh, hoặc là dùng dầu dừa với đường nâu đó để chúng ta tẩy tế bào chết cho đôi môi của mình. Tiếp đến là bạn có thể sử dụng mật ong để dưỡng ẩm và làm hồng đôi môi một cách hiệu quả nhất. Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn có thể sử dụng kem đánh răng. Nhưng nhớ, khi bạn thoa kem đánh răng trên môi của mình mà bạn lưu lại khoảng 10 đến 15 phút thì cái môi của bạn nó sẽ giật tưng tưng luôn. Bởi vì những cái hóa chất trong kem đánh răng đó nó làm ảnh hưởng đến môi của mình, cho nên là nên hạn chế thôi bạn nhé. Không nên sử dụng kem đánh răng để thoa lên môi để tẩy tế bào chết cho môi nhiều đâu. Các bạn cứ thử xem đi rồi các bạn sẽ thấy. Tiếp đến là bạn có thể sử dụng các phương pháp đơn giản như là đường nâu cùng với nước cốt chanh để bạn tẩy tế bào chết cho môi của mình. Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn sử dụng nước ép lũ đó kết hợp cùng với đường nâu để tẩy tế bào chết cho môi, hoặc là nước ép lũ cùng với sữa tươi. Nói chung các phương pháp này bạn thực hiện một cách đơn giản ngay tại nhà, bạn thực hiện đều đặn trong vòng 4 tuần thì bạn sẽ thấy môi của mình cải thiện một cách rõ rệt. Đôi môi sẽ bắt đầu bóng mịn hơn và căng hơn, cũng như là cái đôi môi của chúng ta sẽ hồng lên rất là nhiều. Đây là phương pháp đơn giản nhất giúp cho môi của bạn căng hồng mịn màng tự nhiên. Còn nhiều bạn không muốn sử dụng các phương pháp tự nhiên này thì bạn có thể đi
cấy màu cho môi hoặc là xăm môi thì môi của các bạn lúc nào cũng có cái màu đó, nhưng nhớ là chọn những nơi uy tín để làm. Nếu không thì sao? Thì môi của bạn bị tổn thương, ung thư môi, hoại tử môi, thậm chí là mất môi. Các bạn cần lưu ý. Đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc dược sĩ Trang Nguyễn hoặc dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.